Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, hai bên đã thống nhất ưu tiên xây mới bệnh viện tâm thần đặt tại Cụm Y tế thành phố Thủ Đức 120 ha. Hiện bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 300 giường nhưng phân bố ở 3 địa điểm, cơ sở vật chất xuống cấp nặng nề ảnh hưởng việc điều trị khám chữa bệnh người dân. Theo định hướng phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần, tiêu chuẩn trung bình trên toàn quốc là 12 giường trên 100.000 dân. Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 10 triệu dân cần ít nhất 1.200 giường.